bộ quần áo đẹp như thế này, không khoe thì phí quá. Ai yêu chị Trinh đi nhở? Một thai. Các bạn nhỏ tiếng lên nhá, để mình ra kia dạ cho chị Trinh một trận. Chị Trinh! Ui dồi, em làm chị giật hết cả mình. Chị đang tập thể dục à? Đúng vậy, chăm tập thể thao, nâng cao sức khỏe. Chị Trinh ơi, chị thấy em hôm nay có cái gì khác không? What? Đâu? Đâu? Chị chả thấy có cái gì khác cả. Chị chả tinh mắt gì hết cả. Chị không thấy hôm nay em có áo mới à? Quần là màu xanh, em thích nhất đấy. Chị thấy đẹp không? Không, chị thấy màu xanh chị tầm thường lắm. Em nhìn kia kìa, lá cây xung quanh đều màu xanh, chẳng có gì nổi bật cả. Màu vàng của chị mới là đẹp nhất. Màu xanh đẹp nhất. Màu vàng. Màu xanh. Màu vàng. Màu xanh. Màu vàng đẹp nhất. Màu xanh đẹp nhất. Màu vàng. Màu xanh. Màu vàng. Màu xanh. Đỏ mới là đẹp nhất. Anh ở đâu ra đây? Cậu ở đâu ra đấy? Tớ đi ngang qua thôi. Hai màu của các cậu đều tầm thường như nhau, chỉ có màu đỏ của tớ mới là nổi trội nhất. Còn đâu? Màu xanh. Màu vàng. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi để xem màu của ai may mắn nhất. Đây là chiếc hộp thần kỳ, chứa những vật phẩm thần bí. Các cậu hãy thò tay vào đây để lấy những vật phẩm ấy ra. Chỉ có vậy thôi sao? Chưa hết, các cậu sẽ được sở hữu những vật phẩm có cùng màu sắc với áo của mình. Ví dụ, cậu bốc được vật phẩm màu vàng thì nó sẽ hợp với cậu. Nhất trí. Nào, chúng ta cùng chơi thôi. Ai sẽ là người bốc trước nào? Em bé nhất, nên hai anh chị phải nhường em bốc trước chứ. Không bé ơi, đã là trò chơi thì mọi người đều bình đẳng như nhau hết. Hai chúng ta 1 2 3 đi. Ý hay đấy. Nào. 1 2 3. Hoan hô cái gì mà hoan hô? Giờ hai người là địch thủ của nhau đấy. 1 2 3 đi, để xem ai bốc trước. 1 2 3. Mình thắng rồi. Thế thế mình đã ra kéo rồi. Đấy, em đã bảo anh chị nhường em bốc trước rồi mà không nghe cơ. Em bé nhất nên hai anh chị phải nhường em bốc trước chứ. Em bốc được gì đây? Cái gì? Để xem em kẹo bốc được cái gì nào. Cái gì ấy nhỉ? À, em bốc được một con khủng long màu xanh lá cây này. Ôi, đẹp thế, cho anh mượn chút nào. Mượn em mà. Mượn tí cũng không cho. Các bạn ơi, đây là loài khủng long ăn cỏ đấy. Các bạn thấy cái cổ của nó dài như thế này là để lấy lá cây ở trên cao đấy. Kẹo giỏi thế. Hiểu biết phết nhờ. Em đọc trong sách đấy. Thế sao? Nó lại có ba đầu. À, nó bị đột biến đấy. Nào, bây giờ đến lượt chị nhá. Để chị xem chị bóp được cái gì nào. Cái gì đây thế nhở? Wow, một con cá sấu màu vàng này. Ui, con cá sấu này nhìn đáng sợ chưa? Người nó dài này, răng thì nhọn hoắt. Cá sấu là một loài bò sát lớn, chúng ưa thích môi trường nước và rất nguy hiểm đối với con người. Này, các bạn ơi, nhìn con cá sấu này béo chưa? Toàn mỡ là mỡ. Chắc cá sấu của chị toàn ăn thịt chứ lên với béo như thế. Chị phải như con khủng long của em đây này, ăn rau ăn cỏ cho nên nó mới có body săn chắc đấy. Nào, giờ đến lượt tớ. Lần này tớ sẽ bốc được một con khủng long siêu to khổng lồ, to hơn của các cậu gấp 100 lần. Ây ôi, cái gì thế này? Ha ha, anh quay bốc được một con khủng long siêu lớn. Khủng long của cậu to thật đấy, vừa bằng ngón này. Này, đừng có mà coi thường nhá, khủng long của tớ nhỏ nhưng mà có võ đấy. Không tin đấu thử xem. Nhào nhau. Đấy, em đã bảo mà, con khủng long của anh không ai đủ chất dinh dưỡng thì làm sao mà có sức được. Thôi, đến vòng 2 rồi, đổi lượt đi. Bây giờ người bét bốc trước nhá. Anh định cho anh gian đấy à? Anh là thèm chơi ăn gian á? Mọi người đều được bốc mà, chỉ là thời gian khác tí thôi. Được rồi, vậy cho cậu bốc trước đây. Được rồi, tớ bốc đây. Thần may mắn mỉm cười với tớ rồi. Tớ bắt được hộp kẹo Puma màu đỏ. Đây là kẹo cao su, ăn ngon lắm đấy. Chưa chắc cậu đã may mắn đâu, bọn tớ đã bốc đâu, kẹo nhờ. Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Đấy là chị bốc. Ô, cái gì đây nhở? Ôi, ôi, dài chưa? Wow, chị ơi, chị bốc được kẹo cầu vồng này. Là kẹo cầu vồng, chắc bắt chớp. Ui, ngon quá. Để chị bóc ra, chị em mình ăn thử nhá. Này, chị cho kẹo này. Phần của tớ đâu? Cậu cũng có kẹo Huba đấy. Mình cũng ăn thôi. Sao kẹo của mình chảy nước thế này? Chảy nước á? Cậu thử xem hàng sử dụng xem. Ừ, của tớ quá hạn mất rồi. Xui quá.
Này, tôi cho cậu này. Lần sau cậu mua hàng, cậu nhớ xem kỹ hàng sử dụng nhá. Tớ biết rồi. Ăn đi kẹo ơi. Xem em bóc được gì nào. À, là một gói bim bim. Bim bim của em là bim bim bắp. Ơ, à, cũng có màu vàng của chị luôn này. Em mời anh chị ạ. Chị xin. Bim bim ngô này ngon tuyệt. Vòng 3 bắt đầu, em bóc trước nhá. Wow, là vị ổi em thích này. Một gói kẹo toàn màu xanh, vị ổi. Ghê thích ghê. Đến lượt chị. Ơ, chị giúp được cái kem màu vàng này. Kem con cá, vị trà sữa trân châu. Ui, sao toàn kem vậy? Để tớ thử. Ôi, kem dưa hấu này. Anh Khoai ơi, kem dưa hấu của anh cũng có màu xanh đấy. Anh phải chia kem một nửa đấy. Em sợ thì cái kem với nó mềm mềm. Hình như để trong hộp lâu quá, mất chảy nước rồi ấy. Thấy anh lấy cái bát, anh đổ ra, rồi chúng mình ăn chung nhá. Trong lúc chờ bạn Khoai, thì mình sẽ review cho các bạn kem con cá của mình nhá. Mình bóc ra đây. Ui, kem của mình cũng có vẻ hơi bị chảy nước rồi các bạn ạ. Đúng là hình con cá màu vàng luôn này. Đây, tớ mang bát ra rồi này. Ui dồi, may quá, kem của tớ cũng bị chảy nước rồi. Này, cậu cùng một cái đi. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn kem dưa hấu nhá. Ui dồi ôi, các bạn ơi, xui quá. Kem của mình chảy hết nước rồi này. Ôi các bạn ơi, còn đứng cái que. Kem của cậu chảy nước rồi, thì cậu uống tạm đi. Còn ăn thì ăn kem của tớ. Kẹo uống này. Ăn đi kẹo. Ê, cắn đi. Uống vẫn ngon lắm nha. Vị trà sữa của tớ ngon lắm. Khoai ơi, cậu ăn thử đi. Ui, ngon đấy. Anh chị ơi, em ăn kem của anh chị rồi. Giờ em sẽ chia sẻ kẹo của em cho anh chị nhá. Anh chị ăn thử đi. Để chị bóc thôi nhá. Đây. Cho tớ một cái nào. Chị lấy đi. Chị một cái nhá. Cũng ngon phết. Sau cái trò chơi này ấy, anh thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng, ba màu đều thú vị như nhau. Tớ cũng thấy thế. Em cũng thấy thế. Vậy chúng ta sẽ không so sánh màu nào đẹp nhất nữa, vì mỗi màu đều có nét đẹp riêng. Nhất trí. Đói thật đấy. Làm người đã khổ, làm người cũng không ăn no còn khổ hơn. Không biết hôm nay có câu được con cá nào để bỏ vào bụng không nữa. Ui, có cá. Mới thả một cái mà cá nó đã dính câu rồi. Một con cá lớn. Tối nay xác định nó ném một bữa thôi. Hôm nay con cá này có sức mặt ghê nha. Mày yếu rồi đúng không? Xiên nó đây. Ủa, không phải cá à? Sao lại là một cái quần đùi thế này? Đứa nào giật mất quần của tao đây. Người ta hả mày? À, anh ơi, em xin lỗi, em giả con dính đây. Quay mặt đi ngay, nhìn cái gì đây? Vâng, anh Hoài ơi, em xin lỗi. No đòn nha mày. Vâng. Hóa làm ăn đi mà suốt ngày chỉ đi câu, câu không? Vâng. Em đi ngồi ấy, chứ làm sao? Đi bình an nhá. Vâng. Ê, Sắn. Đi đâu ấy? Sao đây? Uống nước. What? Đi. Có chuyện gì mà mày bận thần thế? Chắc tao nghĩ cách kiếm tiền thôi. Mấy thằng bạn cấp 3 nó khinh tao quá. Thế mày tình làm gì? Tính mày đi thì cái sĩ đừng tựa. Ôi, thằng này mày làm gì vậy? Phun hết nước mặt tao rồi. Mày mà làm ca sĩ á, thì tao cũng đi thi rapper thần tượng được à? Thôi, bỏ cái ước mơ kiếm tiền đấy đi. Không làm mày được đâu. Tao, tao sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho mày xem. Kiếm được rất nhiều tiền. Giận tao à? Ô Sắn, Sắn, lại đây chị bảo, lại đây chị bảo. Có chuyện gì vậy chị? Vào đây. Chị nghe thằng Khoai nó bảo chú có ý định tu chí làm ăn à. Nhưng mà có liên quan gì đến chị đâu. Chú này, chị bảo chú có muốn hợp tác làm ăn với chị không? Làm ăn à? Nhưng mà có dễ kiếm tiền không? Chị đảm bảo giàu nhanh hơn là người yêu cũ của chú trở mặt. Wow.
Ôi tốt quá chị ạ, con người yêu cũ của em nó mới yêu em một ngày nó đã trả mặt, thế vậy mà em giàu luôn đúng không hả chị? Ừ, giàu thì cũng giàu nhanh đấy, nhưng mà cái gì thì nó cũng có quy trình thì mới bền được. Thế chị em mình làm gì bây giờ? Đây hợp tác đây chứ đâu, đây á, bán khoai tây á. Bán khoai tây thì bao giờ giàu được. Thôi em không làm đâu. Ai chú, bây giờ chúng ta sẽ làm bim khoai tây để bán. Chị có khoai tây, chú có dầu ăn, thế không phải là song kiếm hợp bích à? Không tin chị à? Đây để chị cho xem nhá. Này, ôi cái gì vậy chị? Mùi là mốc thế. Thì là mốc bị hỏng đây. Chị không mà ngăn chặn bán được thì mình làm bim khoai tây. Một gốc 4 lời. 4 lời. Không những thế nhá, mình sẽ đi thu mua hết tất cả các khoai tây hỏng, mình về mình làm bim khoai tây, mình bán vẫn có nhiều tiền. Vì ham muốn làm giàu nhanh, Sắm đã nghe theo lời của chị Nguyệt Tây, bắt đầu bước vào con đường kinh doanh thực phẩm bẩn. Chuyện gì sẽ xảy ra với Sắm đây? Chị đã mua nguyên liệu về để tẩm ướp bim bim chưa? Cần gì gia vị hay là nguyên liệu cầu kỳ? Một gói này là đủ. Có 10.000 một gói, đầy đủ nguyên liệu gia vị cao cấp luôn. Ơ chị ơi, sao không thấy thông tin nhẽm mép gì của sản phẩm nhỉ? Em không cần phải lo, đây là hàng nước ngoài chất lượng cao, có kiểm định đầy đủ. Đã tẩm loại này ấy, thì chỉ có ngon. Quên lối về. Chị Nguyễn ơi, thay dầu này. Chú làm sao đấy, bằng này dầu ấy là đủ chiên 2 cái bao tải khoai tây này rồi. Như vậy cho nó tiết kiệm. Nhưng mà dầu chiên lâu sẽ trở nên độc hại ấy, nhớ người khác biết thì làm sao? Ôi cái thằng này, thắc mắc nhiều thế nhở? Ở đây có 12 chị em mình, mày không nói chị không nói, ai biết? Thôi đi cất dầu ăn đi. Vâng. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với phiên livestream của hai chị em Nguyệt Tây và em Sắn Dây. Hôm nay chị em nhà mình sẽ ra mắt một loại bim bim kiểu Pháp siêu cấp đặc biệt. Quy trình chế biến đạt chuẩn châu Phi. Đạt chuẩn châu Phi. Mọi miếng khoai tây đều đạt chất lượng cao nhất. Dồn dụng, nhai là khoái. Ai nhanh chân thì còn, mà ai chậm chân thì vào Sài Gòn mà mua nhá. Hôm nay đã có chương trình mua 1 tặng 1, mua 3 gói trở lên, free ship toàn quốc nha. Các bạn nhìn thế này, ngon lắm. Các bạn ạ. Tất lai. Hôm nay chị nhận được nhiều đơn hàng lắm. Chú đợi mà phát tài đi. Bây giờ tao đi làm gieo rồi, mày phụ giúp tao chuyển mấy đơn hàng. Sau này có lợi nhuận tao chia cho mày 10%. Để tao chuyển đi luôn. Hai chú nhanh lên, còn mấy chục cái đơn hàng nữa chưa chuyển đấy. Vâng, em đi này. Nhìn cái chân lên. Học đào động lên lên. Đi nhanh về nhanh nha, đừng quên lá cà. Sao mấy ngày không có khách nhỉ? Hàng quán ế ẩm thế cơ chứ. Ông ăn nhanh khoái nhỉ? Vội thế. Mình bán bim bim khoai tây đạt chuẩn như này mà chả có ma nào mua. Sao cái bà Nguyệt Tây này bán khách nó cứ nườm nượp thế nhỉ? Anh khoai ơi, lại đây em bảo. Thế đây em bảo một tí. Cái gì đấy, tôi đang vội lắm. Anh bán bim bim cho nhà bà Nguyệt Tây à? Ừ, biết rồi còn hỏi à. Anh ơi, bán cho em một bọc đi, em ăn thử. Không được, hàng này có người đặt hết rồi. Lấy cho em một bọc nhỏ thôi, nếu mà ngon, đạt chất lượng thì em báo số lượng lớn, em báo công cho anh. Báo công cho tao á? Vâng. Mày cầm cái gói đi. Đây, em gửi anh tiền nhá. Anh đi nhá. Ngon thật, khác hẳn hàng nhà mình luôn. Anh Tú ơi. À, em đây. Anh đi đâu vậy ạ? Anh đi ra đây có tí việc em mà. Anh ơi, anh vào nhà em uống chút nước. À, anh ơi, em có gói bim bim này, ăn cũng khá ngon. Anh ăn thử đi. Ngon đúng không anh? Ngon thật đấy. Bim bim này em nhập vào nhà bà Nguyệt Tây đấy. Nhưng mà bim bim này em mua bằng Nguyệt Tây. Dạ vâng ạ. Nhất mày nhá, tháng này tao chị Nguyệt thưởng cho mày to. À, em Trinh. Chị Nguyệt Tây ơi. Khách quý. Em Trinh đến nhập hàng đấy à. Chị nghe thằng Khoai nói rồi. Cho chị em với nhau á, chị để cho em ưu đãi lớn luôn. Làm ăn với chị ấy là sáng suốt đấy, chỉ có lãi lớn thôi. Đúng là có lãi.
nhưng mà là lá trong số 8. Đâu? Chuyện gì đây? Có chuyện gì vậy? Chị Ngân, chị đã bị bắt về hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn. Sao? Gì đây? Mày rủ tao vào làm mà. Hôm trước, sau khi ăn thử bim bim của chị Nguyệt, anh Tú Thám Tử đã nhận ra mùi lạ và anh quyết định tìm hiểu thì phát hiện chị và đồng bọn có những hành vi chế biến và buôn bán thực phẩm kém chất lượng, chưa qua kiểm định, có hàm lượng chất gây ung thư cao. Mời chị và anh theo tôi về đồn để hợp tác điều tra. Oan quá, em chỉ làm công ăn lương thôi mà. Hai anh, đi theo tôi. Mọi hành vi chế biến, buôn bán trái phép đồ ăn chưa qua kiểm định là vi phạm pháp luật. Chính những đồ ăn bẩn đấy đã làm tăng nguy cơ ung thư ở người, đặc biệt là làm tổn hại đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Hành vi của Sắn và chị Nguyệt là phạm pháp và đáng bị lên án. Xin chào, tôi là Hugi mất lời. Tôi rất yêu bạn. Chị Trinh ơi, bạn Hugi đáng yêu chân này. Tôi cũng yêu quý cả cô chủ Trinh nữa. Cảm ơn bạn Hugi nhá. Ấy chà chà, hai chị em nhà kia có con thú bông biết nói kìa. Mình phải chôm nó đi mới được. Leo leo leo, đố em bắt được chị này. Đố em bắt được chị đấy. Em với. Leo leo leo, đuổi chị đi, đuổi cho chị đi. Chị đây này, chị đây này. Của tôi. Ha ha, chị Trinh thật ngu ngây. Ui giời, bẩn hết cả quần áo rồi. Kẹo ơi kẹo, cái gì thế kia? Ui, sao ở đây có nhiều đồ chơi đồ ăn thế? Chị ơi, toàn là đồ ăn đồ chơi màu xanh lá cây nè. Ui, có cả thạch màu xanh này, kẹo mắt này. Chị ơi, cả nước ngọt nữa này. Ừ ê. Ăn đi, chơi đi. Các chị ơi, ngon quá. Hugi cũng muốn ăn. Không được đâu em ơi, để bọn chị ăn trước. Thử xem có độc không đã. Thử xem có độc không đã. Đúng rồi đấy, em ngồi đây chờ các chị. Ôi, không chịu đâu, em muốn ăn đồ ăn màu xanh lá cây. Các bạn ơi, mình sẽ ăn thử cái gói kẹo màu xanh này nhá. Mình đoán đây là kẹo trái cây. Tại vì trên này có in các loại hoa quả này. Quả cam này, quả dâu này, quả nho này. Ui các bạn ơi, đây là kẹo dẻo này. Nó có nhiều màu này, nó có cả hình nữa. Hình quả nho đây nè, quả dâu, quả xoài. Hình này là hình gì nhỉ? Chắc là miếng cam. Để mình thử xem nào. Ngon thế. Nó có hương vị của quả cam. Để mình thử miếng khác nữa. Vị xoài ngon tuyệt. Các bạn ơi, còn mình đoán là đây là sô-cô-la đây. Vì ở bên ngoài có in hình sô-cô-la. Ui, thơm quá. Ui các bạn ơi, nó không phải muốn đâu mà là màu trắng. Ở đây có 5 viên màu trắng này. Mình sẽ ăn thử một viên này cho các bạn xem. Các bạn ơi, đây là vị cà phê đấy. Nó hơi ngọt ngọt đánh đắng. Hai chị em mình ăn tiếp thạch nào. Các chị ăn nhiều đấy, cho em ăn đấy. Chị xin A nào. Tôi được chị nào. Ôi kìa ơi, mất hết chị rồi. Có giấy không nhở? Để em tìm cho. Ừ. Ơ kẹo ơi kẹo, em có thấy thiếu thiếu cái gì không? Thiếu gì ta? Ơ đúng rồi em ơi, thiếu bạn Hugi. Bạn Hugi đâu rồi? Hugi ơi, em ở Hugi đâu ơi, em đâu rồi? Alo alo, Hugi ơi, Hugi ơi. Hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay Hugi đã bỏ nhà ra đi. Hugi ơi, em ở đâu rồi? Hugi ơi, em ngồi trên cây không? Xuống với chị đi. Rồi, không biết bạn Hugi có trong này không nhở? Cái túi rác đấy, đi thôi em ơi. Thôi quá. Bạn Hugi đi đâu rồi ấy nhở? Hay là bạn ấy bị bắt cóc rồi? Bạn Hugi bị bắt cóc á? Thương bạn Hugi quá. Sao em lại không khóc? Không, em đứng khóc, em mỏi chân. Em nằm khóc được không? Em nằm khóc được không? Không, chị đâu? Hugi ơi, về với chị đi. Không, chị không, giờ không phải là lúc buồn bã. Ta phải đi tìm em Hugi thân yêu. Dậy dậy em ơi, buồn đau hãy để lại phía sau. Chỉ có cái kính núp, nó sẽ giúp chúng mình tìm kiếm. Kẹo da mịn quá nhở. Ai ôi, sao lại đánh chị? Chị đưa kính để em tìm cho. Đây. Cái
Có khi thế thật, mình phải tìm cách khác thôi. Chị Trinh ơi, chị thử bắn chó này đi. Đây, để chị thử, phải tìm mọi cách thôi. Ơ, là một bạn chó vàng. Quen quen. Là chẳng nhớ nữa. Bạn chó ơi, không biết bạn có thể làm gì để giúp mình đây. Go, 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 go. Chị phải nói như thế thì nó mới hiểu được. Chị phải nói như thế thì nó mới hiểu được. Ồ, ra là vậy. Go, go, go. Go, go. Thôi khỏi đi. Tôi nói chuyện được bình thường mà. Ủa, nói được tiếng người hả? Sao nói sớm? Tôi vừa mới được triệu hồi ra mà. Còn đang choáng váng đó mà. Ồ, ok bạn. Chó ơi, giúp mình tìm lại em Hugi được không? Bọn tớ không thấy em ấy đâu, lo lắng quá trời. Này đầu tư một tí đồ ăn đồ chơi mà lại được nguyên một con thú bông biết nói tiếng người các bạn ạ. Ông kia, thả tôi ra. Ông đừng có mà vớ vẩn nhá. Thả ra, thả ra, thả ra, thả ra, thả ra. Làm gì có giấc mơ đấy. Mặt hàng độc lạ như mi bán được ối tiền. Ông là cái đồ bất công. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, thả ra. Bỏ ra, đồ gớm ghiếc, đồ gớm ghiếc. Ngồi yên đây, để ta đi đón khách hàng. Mình toi rồi, phải tìm cách chuồn đi thôi. Chuồn thôi, chuồn thôi. Chạy thôi, chạy thôi. Đúng rồi, nó bắt mình mất. Con thú này định chạy à? Ôi ông ơi, ông đừng bắt tôi, ông ơi. Nào, ta xem mi chạy thế nào. Ôi ông ơi, tôi xin ông đấy, ông thả tôi ra đi mà. Thả mi ra để ta mất tiền à? Chị Trinh ơi, bé kẹo ơi, cứu em ơi. Hình như bạn ấy phát hiện ra điều gì kìa. Đi em ơi. Đây rồi, sắp tới rồi, mùi rõ lắm. Chị Trinh ơi, bé kẹo ơi, cứu em với. Cứu em với. Ơ, là tiếng em Hugi. Đúng rồi, ở kia kìa. Ui, em Hugi. Cứu em chị ơi. Ôi em ơi, sao em lại bị nhốt thế này? Em bị bắt. Thôi, tìm thấy rồi, ta đi đây, bye bye. Bye bye. Không, không. Bye bye. Gọi như nào đây ta? Lằng ngoằng thế nhở? Nhanh lên chị Trinh ơi, không hắn về bây giờ. Ai về cô? Là ta. Bố làm cái rồi, có đứa đang trộm đồ của tôi. Bà con ơi ra mà xem nào. Ok ông này, ông là ai vậy? Đây là đồ của tôi mà. Này nhá, cái cô nhá, cô đừng có mà liên tuyên. Con thú này con thú của tôi rõ ràng nhá. Tôi vừa mới định chạy ra đây một tí mà cô đã định làm gì đấy hả? Bé tí nứt cái mắt ra mà đã có tính trộm cắp rồi đấy hả? Sau này để đi làm ăn trộm, ăn cướp đúng không hả? Chị ơi, ông này định bắt cóc em để bán em lấy tiền đấy. Đấy, đến bạn Hugi còn làm chứng cho tôi, ông còn cái gì nữa? Tôi không biết, đây là đồ của tôi, cô đừng có mà vớ vẩn nhá. Của ta. Không có cái chuyện đó đâu nhá. Kêu ông già hư đốn, đồ ăn cắp vặt. Trả em Hugi cho tôi. Hai đứa danh, của ta thôi. Các bạn ơi, may mà có chú cảnh sát, không thì em Hugi bị bắt mất rồi. Chị Trinh ơi, chị Trinh, đi về thôi. Ở ngoài này em sợ lắm, toàn người xấu thôi. Đi về, đi về. Chị thương em, thương em. Đi về nhá. À, thế ta đang phải bắt người. Các bạn ạ, này trời nóng như thế này, cứ phải làm vài cây kem thì ăn nó mới sảng khoái được các bạn ạ. Ôi ôi, nhiều kem thế. Kem ngô này, kem sô-cô-la, kem sữa dừa, và còn cả kem merino nữa. Quá nhiều, khó chọn quá các bạn ơi. Ơi, em muốn. Em muốn ăn gì à? Em muốn kẹo thạch sơ dài. Có kẹo thạch á? Để anh xem. Ui, em Bon có nhiều kẹo thạch quá, thích ghê. Đây, kẹo thạch của Bon đây. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Yeah. Kẹo thạch dai dai của em Bon có vị trà sữa trân châu này. Ồ, in cả hình cốc trà sữa này. Của mình là kem sữa dừa, ngon chưa này? Mình ăn nhá. Ngon ơi là ngon, mà lạnh luôn đi. Wow. Ngon quá. Ồ, hai cậu ăn cái gì trông ngon thế? Kem dừa chứ còn gì nữa. Kem sữa dai này. Bình thường tớ có món này phải gọi là số 1 luôn. Hả? Bình thường là bình thường như thế nào? Như nào? Đâu, cậu có cái gì thì lấy ra xem nào. Chứ tớ thấy ấy,
món của bọn tớ, kem này, thạch này là ngon nhất rồi đấy. Tớ cũng món phải gọi là ngon luôn. Món gì? Là món kem trái cây nhá. Siêu siêu chất. Siêu siêu chất. Mấy cái kem trái cây này với thạch này phải gọi kem nhà tớ bằng bố. Có thật không vậy? Hay còn lại mồm điêu? Có mà, hôm trước tớ vừa mới làm luôn, ăn ngon, dễ lành đạch. Thật á? Thế cậu làm cho tớ và em Bon ăn đi, chẳng có ngon thật không? Ừ, nhưng mà nếu muốn ăn thì hai cậu phải giúp tớ làm. Hả? Được không? Chơi luôn, thích thì chiều. Thế bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu và hoa quả thôi. Đi thôi. Ơ kẹo ơi, mình đang ở đâu vậy? Mình đang ở khu vườn có những chú dứa. Dứa? Nhưng mà tớ có thấy quả dứa nào ở đây đâu. Ừ, lạ thật đấy. Sao hôm nay tớ chẳng thấy quả dứa nào ở đây nhỉ? Cậu có chắc là mình đến đúng nơi không? À, chắc là những quả dứa biết mình đến bắt chúng cho nên chúng trốn hết rồi. Nam đi. Ôi, quả dứa kẹo ơi, đuổi theo mau, đi thôi. Đây, đây, đứng lại, đứng lại, quả dứa đứng lại. Ơ, à, nó đâu nhỉ? Ơ, à, vừa thấy nó ở đây xong, nó có chân, nó chạy nhanh lắm các bạn ạ. Ừ, tớ cũng chẳng thấy nó đâu cả. Hay là nó bay lên trời rồi? Hả? Nó không có cánh, nó không bay được đâu kẹo ạ. Hello, hello, hello. Quả dứa đây rồi. Ôi, các bạn ơi, quả dứa nó còn đang nhảy múa cái kìa. Chắc là nó nghĩ mình không bắt được nó, cho nên nó nhảy múa để chọc tức mình đây. Ơ, à, quả dứa đâu rồi? Ôi, nó kia kìa kẹo ơi. Ơ, à, nó lại đi đâu rồi? Ôi, nó chạy mất rồi. Cậu có thấy cái thứ mà tớ đang nhìn thấy không? Một quả dứa. Tớ có cách rồi kẹo ạ. Thành công rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Bắt được rồi, chạy thôi thoát. Quả dưa hấu này bọn tớ phải dình rất lâu thì mới bắt được đấy. Đúng đấy các bạn ạ. Rút kinh nghiệm từ quả dứa, bọn tớ đã chuẩn bị cái lồng bàn để treo lên cây để dình. Khi nào có những quả nào đi qua, bọn tớ sẽ chụp xuống thì là bắt được thôi. Ôi coi, ở kia có hai quả thanh long mới kìa. Chúng ta đi bắt thôi. Khe thôi, không chúng biết nhá. Bắt được rồi. Được hẳn hai quả thanh long luôn. Mình nhớ là ở đây có một cây thần kỳ rất lắm hoa quả. Không biết nó ở đâu nhở. Hình như không phải cây này, cũng không phải cây kia. Ăn rồi đi rồi, mình tìm đi rồi. Để làm kem, phải chọn quả nào to nhất, ngon nhất. Biết chọn quả nào bây giờ? Nho, chuối, hay là chôm chôm? Có tôi đây, một quả xoài to đùng, thơm, ngon, bổ dưỡng. À đây, ai nói đấy? Tôi đây. Ui, xoài to hết. Xoài ơi, cho mình xin hái về để mình làm kem trái cây nhá. Còn lâu nhá, còn lâu xoài mới để cho cậu hái nhá. À, thế ta càng phải bắt người. Lêu lêu, đúng rồi, bắt được ta đây. Con cơm mình bắt mà nó lại rơi vào đầu mình. Quả xoài này nó có trang ngôi mình phải xa chân chuối mới được. Umbala, xoài ơi, xoài dùng tay chị để chị mang về chị làm kem thạch chứ chị không ăn. Còn lâu mới dùng nha, đừng từng bỏ. Các bạn ơi, quả xoài này nó to, ngon, lại còn khô nữa chứ. Chẳng khô thì sao? Được rồi, thế thì biết tay ta. Không xuống này. Ôi da. Ôi, dùng rồi. Bây giờ hãy tổng kết cho chúng ta có những loại hoa quả gì nhá. Ta có dưa hấu. Em có thanh long. Các bạn ơi, đây là nguyên liệu để bọn mình làm kem trái cây đấy. Để làm được kem trái cây, chúng ta cần một gói một thạch như thế này. Ơ, sao lại cần một thạch hả cậu? Một thạch. Đúng rồi, một thạch này sẽ làm cho món kem của tớ siêu ngon luôn. Và đây cả những khuôn hình vui nhộn mình nữa. Khuôn làm thạch này là mẹ tớ mua đấy. Ôi, có cả hình con lợn bé Bắp Bích này, tớ thích lắm. Muốn con hình siêu nhân này, em thích siêu nhân lắm. Được rồi, mình sẽ giúp kẹo cắt hoa quả nhá. Chạy. Hey, đã xong. Hoa quả thì mình sẽ thái hạt lựu. Bây giờ mình sẽ cho hoa quả vào khuôn làm kem nhé. Những chiếc khuôn đã đầy hoa quả rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ nước rau câu vào khuôn. Bây giờ chúng ta sẽ để trong tủ lạnh nhá. Một tiếng. Ok, đi thôi. One hour later.
món kẹo trái cây tới đây. Chúng ta cùng xem có gì nhá. Ôi đẹp thế. Còn nữa đây này. Ôi nhiều thế. Nhưng mà không biết ăn có ngon không nhở? Vậy cậu biết bao ăn thử đi. Được rồi, tớ sẽ ăn con bít bẹp bút. Ăn nó mềm, nó dai, nó thơm lắm cậu ạ. Em ăn thử đi. Ngon quá. Ui, mùi dưa hấu, mùi xoài, mùi thanh long ngon quá. Sột sột, mát lạnh. Mình mời các bạn ăn cùng mình nhá. Tôi không nghĩ rằng kem thạch hoa quả này ngon như thế vậy. Làm vừa đơn giản, vừa nhanh, còn vừa ngon nữa các bạn ạ.